để triệt tiêu cái số 2 đi thì mình sẽ nhân thêm dòng số 3 với trừ 2 rồi mình cộng xuống nhập xong rồi chúng ta ấn AC để thoát ra và chúng ta thực hiện công thao tác tính định thức Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eureka Chúng ta tiếp tục với nội dung về đại số tuyến tính và nội dung tiếp theo ở chương 1 của phần định thức đó là các phương pháp tính định thức. Ở video lần trước chúng ta đã làm việc với định nghĩa và các tính chất của định thức cùng với đó là luyện tập tính định thức của một cái ma trận của định thức cấp 3 tuy nhiên là khi khi chúng ta gặp các cái định thức mà cấp cao hơn chẳng hạn cấp 4, cấp 5, cấp 6 thì thường là chúng ta sẽ không sử dụng định nghĩa mà chúng ta không dùng không dùng định nghĩa để chúng ta tính mà chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp tính ở dưới đây bao gồm phương pháp khai triển và phương pháp đưa về cái dạng tam giác à, nó sẽ thuận tiện hơn và nó sẽ dễ dàng hơn trong việc chúng ta tính định thức và cụ thể là nó thuận tiện hơn và nó dễ dàng hơn như thế nào chúng ta sẽ tới với phương pháp đầu tiên là phương pháp khai triển với phương pháp khai triển này thì trước khi chúng ta vào cái nội dung của nó Chúng ta phải bổ sung thêm cái khái niệm về phần bù Và phần bù đại số của một phần tử trong định thức Ví dụ A11 ở vị trí dòng 1 cột 1 Nó chính là cái giá trị trừ 2 này Thì phần bù của nó là gì? Phần bù của nó được định nghĩa là một cái định thức Tạo bởi định thức D Nhưng bỏ đi dòng đầu tiên và cột đầu tiên Tức là chúng ta chỉ giữ lại cái phần mà mình bôi đỏ ở đây thôi Đó à, Phần bù đại số thì là phần bù nhưng mà nó mang thêm cái dấu của nó mang thêm dấu của nó và ở vị trí a11 ở đây phần bù đại số của phần tử thứ nhất dòng thứ nhất cột thứ nhất thì nó chính là trừ một mũ 1 cộng 1 thì cái này nó chính là chỉ số dòng cộng với chỉ số cột thôi à, tương tự như vậy chúng ta có thể tìm cái phần bù đại số của cái phần tử ở dòng 1 cột 2 tức là số 3 này thì nó sẽ là cái phần tử nào thì trước hết là phần bù đã phần phần bù của số 3 ở đây nó chính là cái định thức tạo bởi cái định thức D. Nhưng mà chúng ta cũng bỏ đi cái dòng đầu tiên bởi vì nó chỉ số chỉ số dòng của cái số 3 đấy mà. A12 đúng không? Và lúc này cột là cột 2 cho nên chúng ta bỏ cái cột 2 này đi. Chúng ta chỉ giữ lại cái định thức cấp 2 mà nó có cái phần tử là 1 2 3 và 2 thôi. Và tương tự như vậy chúng ta phải tìm ra các cái phần bù và phần bù đại số của các phần tử khác. Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm phần bù đại số cho số 2 này Số 2 ở ở dưới này đi, ở ở bên trên này đi Thì chúng ta vị trí của nó là gì nhỉ? Dòng 2 cột 3 Thì chúng ta sẽ có thể xác định được cái phần bù Đấy, phần bù mà chưa có dấu ấy, phần bù chưa có dấu Thì là chúng ta bỏ cái dòng 2 đi đúng không? Và đồng thời bỏ cả cột 3 đi Nó chính là cái định thức Đấy, bao gồm định, định thức cấp 2 bao gồm là trừ 2, 3, 3, trừ 1 Thế còn phần, phần bù đại số chúng ta chỉ cần nhân thêm với gì? Nhân thêm với trừ 1 mũ y cộng z. Tức là đây là trừ 1 mũ 2 cộng 3 nữa thôi. Đó thì đấy là phần bù và phần bù đại số. Minh họa bằng cái định thức cấp 3. Chúng ta sẽ có thể viết một cái phần bù và phần bù đại số tổng quát hơn cho cái định thức cấp n. Cách uh, triển khai cũng tương tự như vậy. Đó là a, e, tổng quát hơn so với a, 11 ở đây. Có phần bù là m, I, Đây chính là m, I, này. Và phần bù đại số là trừ 1 mũ y cộng z. MEG tạo bởi cái định thức A này đúng không? Nhưng mà chúng ta bỏ đi dòng y và bỏ đi cột j của nó. Đấy, thì cách bỏ nó giống như bên trên này thôi. Lát nữa chúng ta vào ví dụ trực tiếp cho cái định thức uh, cấp 3, cấp 4 các kiểu thì mình sẽ làm lại cái thao tác uh, uh, tìm phần bù phần bù đại số này. Và định thức của ma trận A nếu tính theo phương pháp khai triển nó sẽ được tính thành nó sẽ được phân tách thành tổng của các cái phần tử trên một dòng hoặc là trên một cột và nhân với các cái phần bù đại số nó phải là phần bù đại số nhé ví dụ khi chúng ta khai triển theo cái dòng uh, y nào đó theo dòng y nào đó thì định thức D sẽ được uh, viết thành là a 1 một ở dòng y cột một đúng không phần bù đại số của nó là trừ một mũ y cộng với một và nhân với MI1 một à, là cái định thức tạo bởi cái định thức của ma trận A nhưng mà chúng ta bỏ đi dòng y và cột 1. Tương tự như vậy, phần tử thứ hai cũng thế, à, phần tử thứ ba cũng thế. Và ngoài và cái ma trận thì uh, vai trò của dòng với cả vai trò của cột trong việc ta tính định thức là nó tương tự nhau. Do vậy là chúng ta có thể khai triển theo cột. Bên trên này là chúng ta khai triển theo dòng này. Bên trên này ở à, dưới này ta khai triển theo cột thì lúc đó là cái chỉ số dòng nó sẽ thay đổi. A1G là ở dòng một cột z đúng không nhân với phần bù đại số của nó cộng với a 2 z là ở dòng ha, hai cột z nhưng mà nhân thêm với phần bù đại số của nó và tương tự như vậy đến chỗ này xin lỗi chỗ này nó phải là a n nhé chỗ này cũng phải là n cộng với z đây cũng sẽ là n và đây cũng sẽ là hai z hai z đó thì um, viết tổng quát thì nó hơi cầu kỳ và nó hơi phiền phức như này nhưng mà khi chúng ta áp dụng vào việc tính định thức thì nó sẽ không khó đâu. Chúng ta sẽ có ngay dưới này ba ví dụ và chúng ta sẽ uh, giải quyết từng cái uh, ví dụ một Đầu tiên là cái định thức A này đi. Mình có thể khai triển theo một dòng hoặc một cột nào đó. Đầu tiên là khai triển theo cột 1 á thì mình sẽ lấy các phần tử này ra. Định thức A này sẽ được tách thành các cái phần tử theo cột. Đầu tiên là cái -2 này. -2 này ở dòng 1 cột 1 đúng không? thì phần bù đại số như ví dụ ở uh, đầu tiên ấy, nó sẽ bao gồm là 4 2 trừ 1 2 định thức gồm 4 phần tử đó và nhân với trừ 1 mũ 1 cộng 1 đúng không tức là đây nó chính là thằng này uh, tiếp theo là đến cái phần tử thứ hai của cột 1 là số 1 ở đây đúng không số 1 ở đây thì chúng ta phải nhân thêm cái số 1 là đương nhiên rồi nhưng số 1 này phải nhân thêm với phần bù đại số của nó nữa thì phân bù đại số của nó sẽ là trừ 1 mũ bao nhiêu nhỉ? Số 1 này ở vị trí là dòng 2 cột 1 tức là phải là nhân thêm với trừ 1 mũ trừ 1 mũ 1 cộng 2 đúng không? Dòng 2 cột 1 thì đáng nghĩa nó phải là trừ 1 mũ 2 cộng 1 mới đúng. Đấy, nó, nó sẽ là như thế này Y, Z, Y cộng G. Và uh, cái phân bù thì phân bù thì chúng ta bỏ đi dòng 2 đúng không? Và bỏ đi cột 1 thì phần bù nó sẽ là cái định thức Bao gồm 4 phần tử 3, 5, 1, 2 Và nó chính là cái phần này Đây Chính là nó đây Và tương tự như vậy cho cái phần tử cuối cùng Trong cột 1 Đó là số 3 ở đây Thì chúng ta cũng phải lấy số 3 này Nhân với phần bù đại số của nó Phần bù đại số của số 3 này Thì nó sẽ bao gồm cái phần có dấu Đúng không? Có dấu sẽ là trừ 1 mũ bao nhiêu nhỉ? Trừ 1 mũ vị trí của 3 Đấy tức là trừ 1 mũ 3 cộng 1 thì mới đúng chỗ này phải là trừ 1 mũ 3 cộng 1 Và phần bù đại số Xin lỗi phần bù của nó lúc này là chúng ta sẽ bỏ đi Cái uh, dòng 3 này Và bỏ đi cột 1 Thì nó sẽ còn lại là 3 5 4 2 Đây chính là cái phần này Như vậy là chúng ta đã thực hiện Xong cái khai triển uh, Xong cái uh, việc uh, chúng ta khai triển Cái định thức A này ra Thành các cái định thức cấp nhỏ hơn một, một cấp Đúng không? Là thành các định thức cấp 2 này Đấy và tiếp theo thì chúng ta chỉ cần tính toán nốt cái các cái định thức cấp 2 này thôi là xong. Mà định thức cấp 2 thì dễ rồi, chúng ta có thể sử dụng định nghĩa để tính đúng không? Nó chính là tích chéo thôi. 4 nhân 2 trừ đi trừ -1 nhân 2 nữa thì thành là là 8 cộng với 2 là 10 đấy, đúng không? 10 nhân với cả trừ -2. À chỗ này trừ -1 mũ 2 nữa thành 1 rồi. Trừ -2 nhân với 10, đúng không? Là cái đầu tiên này. Đó. Sau cái tiếp theo này thì cũng thế, là đây là trừ -1 mũ 3 đúng không? Thì thành là trừ 1 nên đây có dấu trừ này. Sau đó bên trong này là 3 nhân 2 trừ đi trừ 1 nhân 5 thì được là 6 cộng với 5 là được 11. Như vậy đây sẽ là trừ đi uh, 11. À, mình viết cẩn thận quá. Viết nó lại là như này, trừ 1 nhân với 11. Đó tương tự như vậy thằng cuối cùng này thì uh, trừ 1 mũ 4 thì thành là dương 1 rồi, đúng không? Chỗ này là dương 1. Nhân với 3 bên ngoài nữa thì nó sẽ có cái số 3 ở đây. Nó sẽ có cái số 3 ở đây. Và nhân với cái phần định thức cấp 2 này thì là 3 x 2 được 6, 6 trừ đi 4 x 5 20, 6 trừ 20 là còn lại là trừ 14, đúng không? Đây sẽ là trừ 14. Như vậy thì chúng ta đã xác định xong rồi. Đến đây chúng ta bấm máy tính bỏ túi sẽ ra kết quả hình như là trừ 73. Ở clip trước chúng ta đã tính cái định thức này rồi đấy, trừ 73. À, có thể tính bằng máy tính bỏ túi nữa, đúng không? À, chúng ta sẽ chuyển sang cách tính thứ hai, cách tính theo một dòng nào đó và mình chọn ngẫu nhiên dòng thứ hai. Uh, khai triển theo dòng 2 thì chúng ta làm hoàn toàn tương tự. Đầu tiên là số 1 này, đúng không? Sau đó là phần số 4 và số 2. Số 1 này phải nhân với cả cái phần bù đại số của nó. Thì số 1 này ở vị trí nào nhỉ? Nó phải có cái trừ 1 mũ y cộng z nữa. Thì 1 này, số 1 này nó ở vị trí là dòng 2 cột 1, có nghĩa là trừ 1 mũ 2 cộng 1. Rồi, và cái định thức à, và cái phần bù tương ứng là cái phần định thức mà chúng ta bỏ đi dòng 2 và bỏ đi cột 1 tức là 3 5 1 2. Đây là chính là thằng này. 3 5 1 2. Đó. Thì đấy là cái phần tử thứ nhất trên dòng 2. Phân tử thứ hai trên dòng 2 nó là số 4. Như vậy đây phải có số 4 rồi. Số 4 này nó phải nhân thêm với cả cái gì nhỉ? Nó phải nhân thêm với cả trừ 1 mũ vị trí, đúng không? Vị trí của số 4 đây là dòng 2 cột 2 như vậy nó phải là trừ 1 mũ 2 cộng 2. Và cái phần bù lúc này là chúng ta cũng bỏ đi dòng 2 và bỏ đi cột 2 bởi vì số 4 là ở dòng 2 cột 2 mà. Thì cái phần bù lúc này sẽ còn lại cái định thức cấp 2 bao gồm các phần tử là trừ 2, 5, 3, 2. Đây, chính là dòng này. Và tương tự như vậy chúng ta làm nốt cho cái số 2 này. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả của cái phép khai triển theo dòng 2. Đây, đúng không? và tương tự như phía trên thì kết quả nó cũng sẽ ra là trừ 73 thôi rồi thì đó là cái cách mà chúng ta có thể khai triển định thức theo dòng và theo cột và chúng ta có thể thấy là giá như ở đây mà là số 0 hoặc là ở đây là số 0 nữa thì có phải là tuyệt vời đúng không đúng không chúng ta sẽ thấy là chỉ cần khai triển mỗi thằng này thôi còn hai thằng phía sau này nó là số 0 thì nó có thể bỏ đi rồi không nhân với cái gì chẳng phải bỏ đi đúng không do vậy là chúng ta có thể sử dụng các cái tính chất của định thức như mình đã nhắc từ hôm trước đó là các tính chất là tính chất đây mình sẽ kéo lên bên trên nó ngay bên trên này thôi chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu tính chất số 3, số 4 và số 6 này và trong ba tính chất này thì chúng ta thường sử dụng hai cái hơn cả đó là một đổi chỗ hai dòng hoặc hai cột thì định thức đổi dấu lưu ý định thức đổi dấu và thứ hai là ta sử dụng tính chất số 6 này đó là nhân một dòng với một số k nào đó rồi cộng vào dòng khác Đó à, thì À, chúng ta sẽ thực hiện hai chúng ta sử dụng hai tính chất đó để chúng ta chúng ta thu gọn cái định thức này trước khi chúng ta áp dụng khai triển bằng cách là tạo ra nhiều số không nhất có thể à, ví dụ như là à, bước đầu tiên là bước số 1 này thì chúng ta làm gì chúng ta đổi chỗ dòng 1 và dòng 2 thì thực ra không cần đổi nhưng mà mình đổi chỗ cho nó dễ thôi bởi vì là à, mình sẽ mong mình sẽ hướng tới việc là thiết kế cái số 1 chỗ này về quay về số 1 này quay về số 1 nó sẽ dễ xử lý hơn thì đây, đổi chỗ dòng 1 và dòng 2 thì đổi chỗ hai dòng thì sao nhỉ? Thì định thức đổi dấu, đúng không? Đổi chỗ hai dòng thì định thức đổi dấu. Cái dòng này mình viết lên thành dòng 1 này, còn dòng 2 mình để xuống bên dưới. Thì lúc này trên này có số 1 rồi. Thế sau đó bước thứ hai là mình sẽ lấy dòng 1 nhân với 2 rồi cộng vào dòng 2. Thì tại sao lại làm như vậy? Là bởi vì khi mình nhân vào như thế, đây, thì số 1 này sẽ nhân với dương 2 đúng không? Dương 2 cộng vào đây nó sẽ triệt tiêu, thì sau khi chúng ta làm điều đó chúng ta sẽ thu được kết quả như thế này. Thì trong đó là cái chỗ này nó bằng 0 rồi này. Chúng ta nhân 2 ở đây cộng vào đây được 0. Nhân 2 vào đây được 8, 8 cộng xuống 3 nữa thì thành 11. Chỗ này nhân thêm 2 nữa được 4, Độ 4 cộng 5 được 9. Và tương tự như vậy cho dòng số 3 này thì thì chúng ta làm gì? Chúng ta thấy đây là, đây là dương 3, ở đây là dương 1, muốn triệt tiêu cái dương 3 này đi thì chúng ta cần phải nhân dòng 1 với bao nhiêu? nhân dòng 1 với trừ 3 này đúng không? Thì khi đó chỗ này được là trừ 3 cộng với 3 đây nữa được không? Chỗ này được là trừ 3 nhân với 4 được là trừ 12 Trừ 12 trừ đi 1 nữa thì được trừ 13 Chỗ này là nhân tiếp với trừ 3 được trừ 6 Trừ 6 cộng với 2 được là trừ 4 đúng không? Thì đấy là xong cái bước biến đổi số 2 và đến đây thì chúng ta thấy là cái dòng à cái cột 1 của chúng ta lúc này có 2 phần tử bằng 0 rồi thì khi người ta áp dụng cái khai triển, đúng không? Áp dụng cái phương pháp khai triển cho cột này Thì mình chỉ tính mỗi thằng này thôi Đây, thì phân tử đầu tiên của dòng của cột 1 nó là số 1 này Thì mình phải nhân thêm với cả cái trừ một mũ gì nhỉ? Mũ 1 cộng 1 Sau đó thì uh, nhân với phần bù Thì đây, chúng ta sẽ bỏ cái cột đầu tiên này đi Và bỏ luôn cả dòng đầu tiên Bởi vì mình đang khai triển cho dòng một cột 1, đúng không? Do vậy là cái phần... Uh, phần bù lúc này nó còn lại là 11 9 13 4. Đó. Thế còn hai cái phần còn lại. Đây, hai phần còn lại là số 0 hết rồi. Thì chúng ta khai triển nốt thì nếu mà chúng ta cố viết thì nó vẫn là 0 này. Các bạn có thể tự kiểm tra bằng máy tính bỏ túi. Thì đó. À, chúng ta để sử dụng các cái phép biến đổi à, thực ra là các cái tính chất của định thức để chúng ta um, biến đổi định thức này sao cho cái dòng mà chúng ta nhắm tới là nó xuất hiện nhiều số không nhất và thông thường là chúng ta sẽ làm cho dòng một à xin lỗi làm cho cột một đấy sau đó thì mình có thể thực hiện thực hiện tiếp cho cột 2, cột 3, các cột khác cũng thế làm xuất hiện càng nhiều số không thì càng tốt để chúng ta thực hiện phương pháp khai triển rồi đó là cái việc chúng ta xử lý định định thức cấp 3, định thức a định là định thức cấp 3. chúng ta có thể khai triển theo dòng khai triển theo cột và cái thao tác uh, tạo ra các cái số 0 trên cột mà chúng ta uh, định khai triển ấy thì tạo ra càng nhiều số 0 càng tốt và thậm chí là chúng ta chỉ cần giữ lại mỗi cái uh, cái cái phần tử đầu tiên này thôi. Đấy. Chúng ta chuyển sang ma trận B này thì mình sẽ thực hiện theo cái cách là cách đây chúng ta sẽ áp dụng cái khai triển. Mình sẽ khai triển theo cột số 3. Bởi vì nó đang có sẵn hai số 0 rồi. Số 0 đầu tiên đây, đúng không? không nhân với cái khỉ gió gì chẳng bằng 0. Tiếp theo số 1. Vị trí của nó là dòng 2 cột 3 Cho nên chỗ này sẽ là trừ 1 mũ 2 cộng 3 Phân bu của nó Chúng ta sẽ bỏ đi cái cột số 3 này Đúng không? Chúng ta bỏ đi cột số 3 Và bỏ đi dòng số 2 Bởi vì mình đang Đếm đến cái phần tử là Ở dòng 2 cột 3 mà Đúng không? Thì sẽ được cái định thức cấp 3 Bao gồm các phần tử là Trừ 1, à xin lỗi 1, trừ 1, 2 Trừ 5, 4, 1 Và 2, 3, trừ 1 Đây là chính cái thằng này Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho phần tử tiếp theo đó là phần tử ở dòng 3 cột 3 chính là số 2 này thì nó sẽ được kết quả giống như ở đây. Đây. Trừ 1 mũ vị trí đúng không? Đây số 2 đây rồi, số 2 đây rồi. Trừ 1 mũ vị trí ở mũ 3 cộng 3. Sau đó nhân thêm phần bù của nó thì chúng ta bỏ đi cái dòng số 3 và chúng ta bỏ đi cột số 3. Đấy thì định thức còn lại nó sẽ là 1 -12 1 2 đây 1 12 1 2 này. 0 trừ 2 3 0 23 2 3 2 3 1 2 3 1 đó và cuối cùng đây số 0 thì chúng ta sẽ cộng thêm cái số 0 nữa chúng ta có thể thu gọn trước khi chúng ta giải quyết thu gọn các hệ số của phần khai triển phía trên lúc này chúng ta đưa nó nó đưa chúng ta về hai cái định thức cấp 3 và chúng ta có thể xử xử lý nó theo nhiều cách và một trong số đó là chúng ta sử dụng cái biến đổi bên trên này này Dùng các cái tính chất của định thức để chúng ta thu gọn cái hai định thức này Ở đầu tiên này Trên dấu bằng này đánh dấu số 1 Tức là chúng ta đang tác động cái quy tắc ở đây Đấy, Bao gồm hai thứ Một là đối với định thức thứ nhất Tức là định thức này Chúng ta làm gì? Chúng ta lấy dòng 1 nhân với dương 5 rồi cộng vào dòng 2. Tại sao là vậy? Bởi vì số 1 ở đây nó đang đẹp rồi đúng không Dòng 2 chúng ta mong muốn xuất hiện chỗ này số 0 Thì mình chỉ cần nhân 5 vào đây thôi Nhân 5 vào đây sau cộng xuống thì được là trừ 5 cộng với 5 bằng 0 Đúng không Tương tự như vậy thì Đối với dòng số 3 này thì đây đang là dương 2 Chúng ta muốn chỗ này về triệt tiêu về số 0 ấy, Chúng ta cần phải nhân 2 À xin lỗi nhân trừ 2 vào dòng 1 Thì chỗ này sẽ được là trừ 2 nhân 1 Cộng xuống được 0 Đúng không? Và kết quả nó sẽ là ở đây nó sẽ kết, kết quả nó sẽ được uh, như thế này các bạn hãy kiểm tra lại một chút mình kiểm tra luôn đây ví dụ đối với dòng 2 thì đây là dương 5 cộng số được 0 đúng rồi 5 nhân với trừ 1 được trừ 5 trừ 5 cộng 4 thì được là trừ 1 đây đúng rồi 2 nhân với dương 5 được 10 10 cộng 1 là 11 như vậy dòng 2 là ok rồi đến với dòng 3 thì chúng ta phải nhân trừ 2 và dòng 1 thì đây chắc chắn là số 0 rồi tiếp theo trừ 2 nhân với trừ 1 là được uh, dương 2 dương 2 cộng với 3 được là dương 5 đây đúng không 2 nhân với trừ 2 được trừ 4 trừ 4 trừ đi 1 nữa thì được trừ 5 như vậy ok và tương tự như vậy đối với cả cái định thức phía sau ở đây nó có số 1 rồi quá đẹp đây có số 0 đẹp luôn đây là dương 2 thì ta phải nhân thêm với trừ 2 và dòng 1 rồi mình cộng xuống đúng không thì nó mới triệt tiêu được thực hiện và kết quả nó sẽ được như thế này và sau đó đến đây thì chúng ta tiếp tục sử dụng cái phương pháp khai triển theo cái cột đầu tiên của hai cái định thức này định thức này cũng thế đúng không thì kết quả nó sẽ thu được như thế này sau khi chúng ta áp dụng cái phương pháp khai triển và đến đây thì dễ rồi chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi để chúng ta tính định cấp 2 hoặc là mình phang ra luôn kết quả cuối cùng đoạn này mình viết làm màu một tí thôi cũng được sau đó đến đây chúng ta bật ra luôn kết quả bằng cách là chúng ta sử dụng máy tính bỏ túi để chúng ta kiểm tra xem cái định thức cấp 4 này nó có đúng bằng 40 hay không uh, cấp 4 thì vẫn trong phạm vi cho phép chúng ta sử dụng máy tính để kiểm tra mà đúng không đây là ma trận b đúng không thì mình sẽ nhập ma trận b này vào bằng cách là ấn vào cái menu và ấn vào số 4 để chúng ta thực hiện thao tác nhập ma trận Đấy, ma trận b đúng không chúng ấn số 2 có bốn dòng bốn cột như vậy là bốn bốn Đấy, và chúng ta nhập vào là dòng đầu tiên 1 chữ 1 0 2. Dòng 2 là 0 chữ 2 1 3. Dòng 3 là chữ -5 4 2 1. Dòng 4 là 2 3 0 chữ 1. Đấy, nhập xong rồi chúng ta ấn AC để thoát ra và chúng ta thực hiện công thao tác tính định thức bằng cách là ấn vào option Uh, chuột chuột xuống này, cuộn xuống đến cái cửa sổ thứ hai, ta ấn vào số 2 và chúng ta gọi cái ma trận B ra. Chúng ta đang cần tính ma trận B mà, chúng ta ấn vào option và ấn vào số 4. Đóng ngoặc và chúng ta ấn dấu bằng thì sẽ thu được kết quả định thức của ma trận B lúc này bằng 40. Như vậy là chuẩn rồi, đúng không? Thì đấy là cách mà chúng ta xử lý ma trận B, kết hợp giữa hai phương pháp, một là chúng ta khai triển và thứ hai là chúng ta Uh, biến đổi một chút để làm xuất hiện số 0 trên cái cột mà chúng ta định khai triển và thậm chí là với ma trận B ở đây chúng ta có thể thực hiện luôn cái thao tác uh, biến đổi đối với dòng số 3 này đây, đây là một rồi đang đẹp rồi đúng không chúng ta sẽ nhân thêm cái dòng số 2 với bao nhiêu này để chỉ tiêu cái số 2 đi ấy. thì mình sẽ nhân thêm dòng số 3 với trừ 2 rồi mình cộng xuống nó sẽ đỡ bị dài hơn như này đỡ đỡ hơn bởi vì lúc này nó chỉ còn lại là một cái định thức cấp 3 thôi đó Thì đấy là cách mà chúng ta xử lý đối với định thức cấp 4 nhé à, Chúng ta sẽ có thêm một ví dụ nữa cho định thức cấp 5 Và định thức cấp 5 thì máy tính không làm được rồi Định thức cấp 5 bắt buộc chúng ta phải tính theo các phương pháp à, à, tính định thức Đây, à, đối với phương pháp khai triển thì chúng ta sẽ có thể khai triển theo cột mà có nhiều số không nhất Thì ở đây mình thấy là cái cột số 3 này đang là cột có nhiều số không nhất này Thì mình sẽ sử dụng các cái tính chất của định thức mình sẽ nhân dòng cuối cùng Ở đây là dòng 5 Với dương 3 Sau đó cộng vào dòng 2 sẽ làm triệt tiêu thằng này Nhân dòng 5 với Trừ 4 Sau đó cộng vào đây nó sẽ triệt tiêu với trừ 4 này Đúng không? Và kết quả sau khi nhân nó sẽ được như sau Đây hai cái đấy nó, nó mất rồi này Chúng ta có thể kiểm tra lại một chút Để xem là mình nhân có đúng hay không Với cái dòng 2 trước nhá Chúng ta sẽ nhân dương 3 và nhân dương 3 và dòng 5 này cộng vào đúng không? Thì chỗ này bị chỉ tiêu thì đúng rồi này. Ở đây nhân với dương 3 được không? Chúng ta cộng vào đây thì vẫn được 1. Ok, 1 đây đúng rồi. Tiếp theo chỗ này, trừ 3 nhân với dương 3 được là trừ 9. Trừ 9 cộng với 0 ở đây thì được là trừ 9 đây. Đúng không? 2 nhân với dương 3 được 6. 6 cộng 7 là được 13. Đây, ok. 3 nhân với 3 được 9. 9 trừ 2 thì được 7 đúng rồi đấy và các bạn phải kiểm tra tiếp cho cái dòng số 4 này thì mình mình làm mình chắc là cũng không sai đâu thôi giả vờ nó đúng đi thì bây giờ đến đây rồi chúng ta để khai triển theo cái cột này là cột số 3 đúng không cột số 3 trừ 1 đây là dòng 5 cột 3 như vậy nó phải có cái trừ 1 và nhân với cái phần bù đại số thì cái dấu của nó sẽ là trừ 1 mũ vị trí là dòng 5 cột 3 à, cái Phần bù thì lúc này chúng ta sẽ bỏ đi cái cột có nhiều số 0 này Và bỏ đi cái dòng cuối cùng là dòng 5 Ok à, Chúng ta sẽ thu gọn nó trước khi chúng ta biến đổi Thu gọn một chút Cái hệ số bên ngoài là trừ 1 mũ 8 thì là dương 1 rồi Nó còn lại cái trừ ở đây thôi à, Tiếp theo là chúng ta sẽ biến đổi này Này làm sao cho nó về số 1 hoặc là về trừ 1 đều được Thao tác số 2 sẽ là cộng dòng Ồ oh, không 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 mình không làm như vậy Mình nhớ nhầm rồi Ở đây thực ra đây nó đang có dấu trừ Và đây nó đang có số 1 rồi Thì mình uh, thực hiện đổi chỗ hai dòng thôi Đúng không? Như vậy số 2 này là Đổi chỗ dòng 1 với dòng 2 Để chúng ta đưa số 1 ở đây bên trên Số trừ 2 xuống bên dưới Chỗ này là 5 xuống dưới trừ 9 lên trên Đúng không? Tương tự như vậy Ở đây thì nó đang có số 1 đây đẹp rồi Chúng ta sẽ thực hiện triệt tiêu các cái giá trị ở đây Bằng cách là áp dụng tính chất số mấy nhỉ? Tính chất số 6 đúng không? mất cái trừ 2 đi bằng cách là chúng ta nhân dòng 1 với dương 2 cộng xuống đúng không mất cái số 3 ở đây đi bằng cách là nhân dòng 1 với trừ 3 cộng xuống ở đây nhân dòng 1 với trừ 2 cộng xuống và kết quả chúng ta sẽ thu được là sau đó chúng ta thực hiện khai triển cho cột đầu tiên thì đây nó nó còn lại số 1 này rồi đúng không còn phần còn lại nó sẽ là phần bên dưới này phần định thức ấy nó sẽ còn lại là cái định, định thức cấp 3 thôi nó chính là thằng này Đến đây thì thì số 6 này xuất hiện đâu và tại sao trong này nó lại thay đổi là 13 với cả 12? Đó là bởi vì chúng ta thấy là 26 ở đây chia hết cho 2 này, trừ 34 chia hết cho 2 này, trừ 26 chia hết cho 2. Cho nên là mình rút số 2 ở dòng 2 này ra. Thế còn đến dòng số 3 thì ở đây chúng ta thấy có 36 chia hết cho 3, 33 chia hết cho 3 và 24 cũng chia hết cho 3. Mình rút cả số 3 đây ra nữa thì bên ngoài sẽ được là 2 x 3 x 6 bên trong thì hai dòng ở đây số nó sẽ nhỏ hơn này đúng không bởi vì nếu chúng ta để nguyên này là tính tiếp thì số nó rất là to chúng ta rút này ra thì nó sẽ dễ nhìn thấy hơn và đến cái bước này rồi thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái chỉ dẫn số 4 đây lấy dòng 1 cộng luôn vào dòng 2 đây dòng 1 cộng luôn vào dòng 2 là bởi vì hai này đối dấu cộng vào triệt tiêu luôn lấy dòng 1 cộng vào dòng 3 thì đây là trừ 13 cộng vào dòng đây nó được là trừ 1 đến đây thì chúng ta lại thấy có thể rút gọn được này Bởi vì đây có 8 với cả 4 Thì nó có thể rút được số 4 ra bên ngoài Đúng không? Thì dòng này sẽ rút số 4 ra bên ngoài này Thì nó sẽ được là 4 nhân với 6 đây được 24 Còn bên trong nó sẽ được là 2 với cả 1 thôi Đây nó được như này Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện sang bước số 5 Đó là chúng ta sẽ lấy dòng số 3 Nhân với trừ 13 Mà cộng vào dòng 1 Thì để làm triệt tiêu cái trừ 13 này đi thì nó sẽ được kết quả như thế này và đến đây thì chúng ta có thể khai triển theo cái cột thứ nhất phân tử ở đây là trừ 1 đúng không thì trừ 1 này nó đang ở vị trí là dòng 3 cột 1 như vậy phải nhân thêm với trừ 1 mũ 3 cộng 1 nữa đây nó sẽ được như này nó còn bên trong nó chỉ còn lại cái phần bên trên thôi định thức cấp 2 bao gồm 4 phân tử là trừ 157 trừ 121 tức là như sau và đến đây thì chúng ta áp dụng cái phương pháp tính định thức cấp 2 để chúng ta giải quyết nốt cái thằng này. Cái đây đoạn đấy các bạn có thể tự tính nhá. Nó sẽ được là trừ -1032. Thì đấy là cái cách mà chúng ta áp dụng phương pháp khai triển để chúng ta tính định thức. Và đây cũng chính là cái phương pháp mà chúng ta hay sử dụng nhất. Chúng ta chuyển sang phương pháp thứ hai, đó là phương pháp biến đổi về tam giác thì thực ra là cái các cái thao tác y hệt phía trên thôi. Đấy chúng ta sẽ làm biến đổi cái ma trận à cái định thức về cái dạng tam giác trên như thế này. Trong đó toàn bộ phần số bên dưới này đều là số 0. Thì khi đó định thức A sẽ bằng tích các phần tử trên đường chéo chính của cái ma trận tam của cái ma trận tam giác này. À, phía dưới này là một số cái lưu ý trong quá trình biến đổi. Nội dung của bọn này nó vẫn ở phía trên thôi, nó vẫn giống phía trên nó không có gì khác cả. Chúng ta sẽ có thể làm cái ví dụ C này. Nhưng lúc này chúng ta không 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 khai triển ngay mà chúng ta sẽ cố gắng làm cho tất cả các phần tử ở nửa dưới đường chéo chính là bằng 0. Thì đây, chúng ta sẽ lấy ví dụ cho ma trận C. À, mình sẽ thực hiện biến đổi làm sao cho nửa dưới của đường chéo chính là bằng không hết. Cụ thể như sau. Lấy dòng 2 cộng vào dòng 1 để chúng ta làm xuất hiện cái số trừ uh, 1 ở trên này cho nó dễ chúng ta dễ tiêu khiển đấy mà. Cộng lên bên trên thì thằng này được 1 rồi. Không cộng lên trên vẫn là 5 này. 3 cộng lên trên được 3 vân vân. Sau khi nó có số 1 đây rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm mất đi làm triệt tiêu các phần tử bên dưới bằng cách là nhân với 1 cộng xuống dòng 2 Lấy dòng 1 nhân với dương 3 cộng xuống dòng 3 Nhân với trừ 2 cộng xuống dòng 4 Và chúng ta thu được kết quả như thế này Đó, các bạn có thể tự kiểm tra nhé À đây, đây có trừ 3 này Đây có dương 5 này Thì mình thấy là trừ 3 này nhân với 2 thì được là trừ 6 Trừ 6 cộng với 5 sẽ được trừ 1 Và nếu là trừ 1 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được ở đây thì ok rồi, chúng ta sẽ làm cho bọn này về số 0 bằng cách là à, chúng ta lấy cái dòng số 2 nhân với 14 cộng vào đây. Đúng không? Và nhân với 16 cộng vào đây, nhân với -3 cộng vào đây thì kết quả nó sẽ được là Ở chỗ này thì um, um, chúng ta có thể thấy đây là 65 thằng này mà nhân với cả 5 13 x 5 thì được là 5315 ờ ừ, 65 chúng ta sẽ lấy cái dòng này nhân với dương 5 rồi cộng lên hai dòng phía trên thì thằng này nó sẽ triệt tiêu này thì đây chúng ta sẽ được như thế này sau đó thì chúng ta sẽ đổi chỗ chúng ta nên đổi chỗ hai dòng này vào nhau để số 1 đây bên trên thì khi đổi chỗ như vậy thì nó sẽ xuất hiện dấu trừ bên ngoài ngoài ra thì đây cái số 8 này xuất hiện là bởi vì cái dòng này chúng ta thấy là có nhân tử chung là 8 này chúng ta sẽ rút cái 8 ra bên ngoài nó còn lại là 21 ở đây sau khi nó đổi chỗ này thì thì dòng ở đây là dòng 3 nó sẽ thành dòng 4 ở trên này đúng không đưa đổi chỗ rồi mà và làm mất số trừ 13 này bằng cách là chúng ta sẽ lấy thằng này nhân với dương 13 cộng xuống kết quả sẽ thu được đó là dương như này và đến đây thì uh, chúng ta chỉ cần làm nốt thao tác cuối cùng đây thôi đúng không Ờ uh, số nhỉ có rút gọn được không nhỉ à không rút gọn được nhưng mà chúng ta thấy ở đây nó có số 1 rồi này thì mình sẽ đổi chỗ hai cột này mình sẽ đổi chỗ cái cột uh, thứ tư và cột thứ năm này để làm cái số 1 này nó chuyển sang bên này đấy mình sẽ đổi chỗ nhá đổi chỗ đúng đấy đúng là đúng đúng là đổi, đúng là đổi chỗ rồi Thế sau đó là đến đây chúng ta chỉ cần nhân với trừ 300 cộng xuống dưới này thôi là mình sẽ được cái kết quả các cái phần tử bên dưới đường chéo chính nó bằng không hết và đến đây thì kết quả của định thức này chúng ta sẽ lấy là 8 này nhân với trừ 1 nhân với trừ 1 nhân với 1 nhân với 1 nhân với trừ 129 và kết quả của chúng ta sẽ được là trừ 1032 nó giống với cả cái cách tính ở phần bên trên rồi đúng không à, chúng ta còn một cái định thức nữa là định thức D à, các phần tử thì nó chưa từng minh nó ở dạng này chúng ta vẫn tính được bình thường đây à, mình thấy là mỗi dòng nó xuất hiện một cái x thôi còn các giá trị khác thì nó đều là nó đều là a hết đúng không Mỗi dòng đều xuất hiện một số x mà còn lại là toàn số a mà Cho nên chúng ta cộng tất cả vào dòng số 1 Thì nó sẽ được kết quả như thế này Đó. Đến đây thì Nếu chúng ta lấy cái dòng 1 Nhân với trừ 1 rồi cộng vào các dòng còn lại Thì uh, trước hết là chỗ này nó sẽ bị triệt tiêu hết Đúng không? Cột 1 sẽ bị triệt tiêu Nó chỉ còn lại phần tử đầu tiên thôi Thế còn nếu chỗ này nhân với trừ 1 Cộng xuống sẽ được là chỗ này sẽ là x trừ a Cộng xuống đây sẽ bị triệt tiêu vân vân Cộng đến đây cũng triệt tiêu tức là nó sẽ triệt tiêu hết cái phần bên dưới và chúng ta sẽ được cái kết quả là cái ma trận à cái định thức nó tuyệt vời như này với nửa chéo dưới này bằng không hết và đến đây thì chúng ta chỉ cần nhân bọn này vào với nhau thôi uh, X x a sẽ xuất hiện là n trừ một lần đúng không uh, có n dòng này dòng đầu tiên là thằng này rồi từ thứ hai trở đi mỗi dòng nó xuất hiện một cái x chữ a cho nên cái đường chéo chính này nó sẽ có n trừ một số x chữ a nhân với nhau và kết quả của định thức này chính là uh, x cộng n 1 nhân a và tất cả nhân với x a mũ n 1. Rồi, uh, trên đây là các phương pháp tính định thức phổ biến và trong đó thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp khai triển. Và các biến đổi này thì chúng ta vận dụng linh hoạt, không nhất thiết phải biến đổi về cái dạng tam giác nó dài như thế này. Chúng ta có thể lược bỏ vừa biến đổi vừa lược bỏ. Đây, chính là cái phần này. Ban đầu là định thức cấp 5 mỗi lần khai triển là chúng ta sẽ giảm được cái định thức cái bậc của định thức đi xuống định thức cấp 4 này đúng không? đến đây nó còn định thức cấp 3 này sau quay đến đây thì nó còn lại định thức cấp uh, cấp 2 này. nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn có thể comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm toán cao cấp Eureka Uni Cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Xin chào